Ok, hello anh em, chúng em đã quay trở lại với chương trình của mình. Tại thì mình đang cảm thấy rất là kiểu căng thẳng, nên là buổi đêm mình đã quyết định là mình sẽ xem một cái gì đó để giải tỏa cái stress của mình. Đã có một vài anh em gợi ý cho mình là mình nên xem một bộ phim hoạt hình. Thì mình cũng đã hỏi anh em là có bộ phim hình nào hay không thì mình sẽ xem nó ấy, và bớt căng thẳng đi đấy. Anh em bảo là mình là nên xem một cái bộ phim, đây là gì nhỉ? Là Boku no Pico đúng không? Thì mình cũng chưa xem bộ phim này bao giờ cả. Thế là ok, nếu như em đã gợi ý cho mình thì mình sẽ xem nó. Và mình hy vọng là mình sẽ giải tỏa được cái căng thẳng hiện tại. Hy vọng như vậy. Rồi ok, bây giờ chắc là mình sẽ ok, mình sẽ xem thôi. Đây là bộ phim anh em đã giới thiệu cho mình, nên là mình cũng không có gì để mà từ chối cả. Mình sẽ xem thôi. Nó là phim hoạt hình đúng không? Mình nghĩ là sẽ giúp mình giải tỏa được căng thẳng. Ok, bắt đầu này. Một cô bé khá là dễ thương. Đây rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào phim từ đoạn này. Đó. Một khung cảnh bầu trời rất là kiểu yên bình thôi. Chả có cái nồi gì. Mình vẫn chưa biết. What? Viên đá. Viên đá. Thằng này nó đang thám hiểm hang động em ạ. Nó đang thám hiểm hang động của con bé này. Nó bắt đầu. Đây là một bộ phim một hình tình cảm gia đình như anh em đã nói đấy ạ. Cây xương rồng anh em ạ. Chúng ta có cây xương rồng. Thằng này nó nhét viên đá chin chin của Moku ở bên trong em. Chin chin là cái gì? What the fuck? Chin chin cái gì? Rồi, my Pico. Đoạn này thì mình sẽ bật tiếng lên vì nó còn các đoạn khác thì chắc là mình sẽ phải tắt tiếng mất. Một cảnh thu rất bình thường em ạ. Rồi. Không được bình thường cho lắm. Thái bắt đầu nhìn. Mình thấy thằng này nó giống như kiểu là nhân viên văn phòng đúng không? Nhân viên văn phòng hay là học sinh cấp 3 gì gì đó. Ăn mặc khá là tử tế, đầu tóc cũng không đến nỗi nào đúng không? Rồi, ánh mắt rất ngây thơ, ở hai ánh mắt chạm nhau. Đây đoạn này là đoạn hai ánh mắt chạm nhau giống như ở trong phim Vô Tình ấy. Tốt. Cái này là chúng ta phải cho tiền vào mới xem được tiếp. Chắc kiểu đang xem cái tiền. Em biến mất rồi. Giống như kiểu là ấn tượng đầu tiên đúng không? Ấn tượng đầu tiên. Đấy, thải bắt đầu. Đấy, đây là nói chung là mấy cái đoạn này cũng bình thường. Con này hình như nó đang làm trong một quán trà. Có tóc vàng. Không có gì lắm. Rồi. Hai đứa này là đi chung xe à? Chúng ta không được lãng phí. Shit. Mút kem là mình thấy có vấn đề lắm đấy. Đừng mà át thua cái mặt. Dùng miệng của em liếm chúng. What the fuck? Tại sao mình không tự liếm đi, bitch? Anh đang lơ đãng chuyện gì? Con hay thằng? Mình đang nghĩ đây là đứa con gái. Một cô bé khá là dễ thương. Củ có gai. Con này là củ gai ạ. Anh sẽ cho em biết dạy cảm giác mình béo. Mình đang nghĩ đến mình béo. Nó đang cầm vào súng của thằng này. Thằng lớn đang cầm vào súng của thằng nhỏ. Con lươn bé nhỏ để bị nôn anh em ạ. Thằng em vẫn đang cầm kem. Thằng lớn bắt đầu liếm cây súng thằng nhỏ. Cây súng thằng nhỏ không được tốt cho nó. Đây là lần đầu tiên thoải mái khóc. Tao không thoải mái chút nào cả. Cái này mình không xem được. Thằng anh vẫn đang liếm súng. Súng bạn bị bắn anh em ạ. Thằng anh sau khi liếm súng sau thì hôn thằng em. Tức là thằng em kia, nếu như chúng ta theo cái di chuyển ấy, thằng anh liếm súng thằng em thì sau đó lại hôn thằng em, chứng tỏ thằng em tự liếm súng với bản thân mình.
đấy là nguyên lý bắc cầu. Wow, mình đã nghĩ nó là một đứa con gái. À, hãy bỏ cái bộ mặt đấy đi. Hai thằng biến thái, cháu đi đây ạ. Mới có tập 1 như thế này, trong khi mình thấy bộ phim này có đến 3 tập liền. Ok, trời bắt đầu mưa rồi. Trời mưa thì chắc chắn là sẽ về nhà thằng Anh đúng không? Bố này đã cởi trần ra rồi. Đùa tao à? What? Thằng Anh đang bóc mông thằng em. No. Mình đang xem phim này vào 11:39 đêm. Mình sẽ mất ngủ đêm nay nữa. Thằng em đang thử xuống nhất, rất nhiệt tình. Thôi xong. Đầy mồm luôn anh em ạ. Như là dùng sữa rửa mặt luôn, thề anh em. Nó còn hơn cả sữa chua nữa. Và từ nãy giờ hình như là còn chưa được đến 1 phút nữa. Ngoài học, thế trận đổi chiều anh em ạ. Và cây súng của thằng em. Là đến đoạn cây súng của thằng em và mình không vẫn xem nó một chút nào cả. Wow. Đó. Cảnh này sốc này nha, cảnh này cực kỳ sốc. Cây súng đã được cất vào người thằng em. Thằng anh đã cất nhờ cây súng vào người thằng em. Ok. Và mình đã không thể xem được tiếp bộ phim này. Đó, quá sức của mình. Mình đã nghĩ là anh em đã sẽ cung cấp cho mình một bộ phim gì đó rất là hay, hài hước để giải trí. Nhưng mà không ngờ mình đã xem lại một cái thứ mà mình không biết diễn tả nó bằng lời như thế nào. Mình có thể tóm tắt lại cái thứ mình vừa xem trong một câu thôi, đó chính là chuyện tình hai cây súng. Thề là khi mà mình nhìn thấy cây súng của thằng em, mình đã kiểu rất là sốc và mình đã biết là sau đời nó như thế nào rồi. Nhưng mà mình đã lỡ xem nên là mình xem được cuối cùng rồi. Và mình nghĩ là chắc là mình sẽ dừng ở đây thôi, mình sẽ không xem tiếp nữa và mình sẽ không xem các tập sau của nó vì mình biết là nó sẽ như thế nào rồi. Cảm xúc của mình bây giờ là như nào ạ? Mình đang rất là hoang mang, mình đang cảm thấy rất là đau đít, không biết diễn tả thế nào nữa vì mình chưa bao giờ xem cái thể loại như này cả. Ok, đấy là tất cả những gì mà mình có thể nói về cảm xúc của mình lúc hiện tại. Đầu mình đang kiểu đang rất là trống rỗng, không gì để không nghĩ được gì hết. Video này mình dừng đây thôi. Đừng quên là anh em hãy nhấn nút đăng ký kênh của mình nhé. Còn giờ thì bye bye.